Đoạn clip ghi lại cảnh một con khỉ đầu chó đang đi lang thang kiếm ăn, thì bất ngờ bị rơi vào tầm ngắm của một con sư tử. Sau đó con khỉ đầu chó bị sư tử truy sát. Con khỉ đầu chó không những không bỏ chạy mà còn dũng cảm đối đầu với sư tử. Thậm chí, con sư tử còn bị khỉ đầu chó truy đuổi ngược lại. Sau khi đuổi được con sư tử đi, khỉ đầu chó không chạy trốn mà vẫn đứng lại thách thức con sư tử. Một lát sau, con sư tử có thêm 3 con sư tử khác đến trợ giúp. Chú khỉ lúc này mới có ý định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Đàn sư tử ngay lập tức tấn công con khỉ. Sư tử chia thành 2 nhóm vây ráp con khỉ đầu chó, dùng con khỉ vào một bụi cây và xử lý khỉ đầu chó ngay tại chỗ. Đây cũng có thể là cái kết cho kẻ hiếu chiến, nên con khỉ đầu chó đã phải trả giá đắt khi bị những con sư tử kết liễu.